예수님께서 설명을 해 주실 때 trang nghiêm và cảnh núi non vô cùng đẹp. 역사와 전통에 대해서 상세히 설명해 주셨는데 sư thầy đã giải thích tường tận về lịch sử và truyền thống của chùa, về hình ảnh chư tăng tu hành rèn luyện trong núi. Tôi nghĩ quý thầy đã phải nỗ lực và cống hiến rất nhiều để xây dựng được ngôi chùa hùng vĩ như vậy. Vừa qua, đại diện đài phát thanh truyền hình Gangwon Hàn Quốc do ông Cho Chang-jin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng đoàn, ông Kim Dae-hwan, Phó Giám đốc Kinh doanh đài phát thanh truyền hình Gangwon cùng một số thành viên thuộc đài truyền hình đã có chuyến tham quan và tìm hiểu lịch sử chùa Ba Vàng. Trong chuyến thăm, đoàn đã được Chư Tăng hướng dẫn dâng hương lễ Phật tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Bên cạnh đó, đoàn cũng được Chư Tăng dẫn đi tham quan xung quanh khuôn viên bổn tự và bảo tàng chùa, nơi ghi dấu lịch sử hình thành và phát triển của ngôi chùa trên vùng non thiêng thành đẳng. Tại đây, Chư Tăng đã chia sẻ với đoàn về đời sống tu tập của Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng, các hoạt động đóng góp cho sự phát triển đất nước của nhà chùa trong thời gian qua. Chia sẻ về cảm nhận lần đầu đến thăm chùa Ba Vàng, ông Kim Dae-hwan bày tỏ: ngôi chùa thật trang nghiêm và cảnh núi non vô cùng đẹp, khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi đến. Sư thầy đã giải thích tường tận về lịch sử và truyền thống của chùa, về hình ảnh chư tăng tu hành rèn luyện trong núi. Tôi nghĩ quý thầy đã phải nỗ lực và cống hiến rất nhiều để xây dựng được ngôi chùa hùng vĩ như vậy. Ở Hàn Quốc, tôi chưa từng đến một ngôi chùa nào rộng lớn đến thế. Và giờ đây, khi tôi đến Vịnh Hạ Long và được đến chùa Ba Vàng, tôi mới được thấy một ngôi chùa rộng lớn, trang nghiêm như này. Nhìn thấy hình ảnh chư tăng tu hành thành tịnh và hình ảnh các Phật tử, tôi có suy nghĩ rằng du khách nước ngoài nên đến nơi đây trải nghiệm một lần. Đáp lại tình cảm đặc biệt của những người bạn Hàn Quốc, đại diện chư tăng đã gửi tặng đoàn những món quà mang đậm hương vị truyền thống của Việt Nam, của chùa Ba Vàng. Hy vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người bạn đến từ xứ Kim Chi.